Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong những tháng vừa qua, có nhiều cô chú và các anh chị đang trông chờ thông tin về việc lấy mẫu xét nghiệm DNA của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong tuần này, lãnh sự quán Mỹ đã bắt đầu có động thái liên quan đến việc lấy mẫu xét DNA này. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết trong video clip. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi tạm ngừng lấy mẫu xét nghiệm DNA khoảng 7 tháng nay, thì trong tuần này, lãnh sự quán và IOM là tổ chức di cư quốc tế đã bắt đầu liên lạc qua điện thoại với các đương đơn được bảo lãnh tại Việt Nam để thông báo về việc chuẩn bị lịch hẹn lấy mẫu test DNA. Và trong tuần thì đã có nhiều hồ sơ nhận được thư từ IOM gửi lịch hẹn qua đường bưu điện. Theo thông tin mà Điệp biết, thì thư hẹn lấy mẫu DNA sẽ được phát thứ tự theo thời gian các mẫu kit test được gửi về lãnh sự quán từ Mỹ. Hồ sơ nào đã chờ lâu thì sẽ được lấy hẹn trước. Hiện tại thì trung tâm IOM đang phát thư lấy mẫu cho các hồ sơ chờ từ tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Thì có nghĩa là cô chú nào đã chờ tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì có thể là chúng ta sẽ chờ qua Tết. Ngày lấy mẫu DNA sẽ là các ngày thứ tư của tháng. Trường hợp nào hồ sơ bảo lãnh cần phải lấy mẫu DNA này? Sau khi hồ sơ bảo lãnh của cô chú và các anh chị nộp cho Sở Di trú USCIS, hồ sơ được kiểm tra nhưng mà các giấy tờ kèm theo hồ sơ không đủ giá trị thuyết phục mối quan hệ là thật giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Ví dụ như cha mẹ với con ruột, anh chị em ruột thịt với nhau. Thì USCIS họ cần thêm bằng chứng để có thể xét chấp thuận cho hồ sơ. Thì lúc này Sở Di trú họ sẽ có gửi một lá thư yêu cầu bổ sung thêm các bằng chứng như là giấy tờ xưa, học bạ, sổ gia đình công giáo hoặc là đơn của người làm chứng. Và trong một số trường hợp thì sẽ có xét nghiệm di truyền học DNA hoặc ở Việt Nam hay gọi là ADN. Trong một số trường hợp thì Sở Di trú họ sẽ yêu cầu là phải làm xét nghiệm DNA. Còn một số trường hợp thì xét nghiệm DNA này là lựa chọn của người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Khi lấy mẫu xét nghiệm thì người bảo lãnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tại Mỹ, còn người được bảo lãnh thì sẽ lấy mẫu tại Việt Nam. Đây là mẫu thư mời của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM để hẹn lấy mẫu xét nghiệm DNA. Phía trên này là có kính gửi, đây là thông tin của đương đơn. Kế đến là địa điểm mà chúng ta cần phải có mặt là Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, số 4 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 10 giờ sáng, đây là giờ mà IOM hẹn, ngày 20 tháng 1 năm 2021. Thông thường ngày hẹn để lấy mẫu xét DNA là vào ngày thứ tư hàng tuần. Và nội dung bên dưới của thư, nội dung ở trong thư là IOM mời tất cả đương đơn có tên ở trên đến Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh để lấy mẫu xét nghiệm DNA. Đây là cách để xác định chứng minh mối quan hệ huyết thống với người bảo lãnh ở Hoa Kỳ. Khi đến Tổng lãnh sự quán, vui lòng mang theo tất cả các giấy tờ sau. Thứ nhất, lệ phí $60 một người. Chú ý, lệ phí lấy mẫu DNA chỉ thu bằng đô la Mỹ tiền mặt. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị sẵn $60 cho một đương đơn. Thứ hai, mỗi người nộp 2 tấm hình thẻ, khổ 5 x 5cm nền trắng, hình mới chụp trong vòng 1 tháng. Hình chụp thẳng và thấy rõ hai tay. Mỗi đương đơn, hoặc cha, mẹ, người giám hộ phải viết tên, chữ in hoa và ký tên sau mỗi tấm hình. Thứ ba, hộ chiếu còn hiệu lực, bản chính và một bản photo hai mặt trên một tờ giấy. Thứ tư, chứng minh nhân dân còn hiệu lực, bản chính và một bản photo hai mặt trên một tờ giấy. Nếu đương đơn không xuất trình được giấy tờ đầy đủ như được yêu cầu, thì Tổng lãnh sự quán sẽ từ chối lấy mẫu xét nghiệm. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ 4 loại giấy tờ này để đem theo khi đi xét nghiệm DNA. Trong thư hẹn thì IOM cũng có lưu ý. Vui lòng đi đúng giờ và mang theo thư này. Nếu cả chứng minh nhân dân và hộ chiếu không có ngày tháng năm sinh đầy đủ, bao gồm cả tháng và ngày, xin vui lòng mang theo giấy tờ chính thức và một bản photocopy có thể hiện đầy đủ cả tháng ngày năm sinh. Tốt nhất là nên mang bản gốc giấy khai sinh. Xin lưu ý rằng, ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh gốc phải trùng khớp với ngày tháng khai sinh trên hộ chiếu. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi,
phải có cha hoặc mẹ đi cùng. Nếu cha mẹ đang sống ở nước ngoài, thì bà con thân thuộc, cô dì chú bác, anh chị em ruột trên 18 tuổi, có thể làm người giám hộ thay thế. Người giám hộ phải đem theo chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu bản chính và một bản photocopy khi đến nơi hẹn. Súc miệng sạch sẽ và không ăn uống hoặc là hút thuốc lá trước một tiếng, trước khi đến nơi hẹn cho đến khi đương đơn hoàn thành xong việc lấy mẫu xét nghiệm. Không sử dụng son môi trong ngày lấy hẹn. Vui lòng báo trước, nếu đương đơn không đến được. Mọi trường hợp không đến được và không báo trước ngày hẹn sẽ được xem như là vắng mặt. Thì hy vọng là thông tin này hữu ích với cô chú và các anh chị. Khi có thông tin nào mới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật với cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người.